Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký, 1 like để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam, miền Bắc mới nhất từ kênh Mạnh Vlog 1 của mình nhé các bạn nhé.